Không ngờ Ách Na Khắp lại có đại mạc kỳ quyển. Thay vì để Na Chiến được hời thì chi bằng bạn già, người ta đã cứu chúng ta, chúng ta làm thế này đều có thức đức lắm không? Yến Nhi, ta muốn uống cái đó, lấy hộ ta. Cô xem này, Quả Nhi, chăn đệm lúc chuyển đi bị bục, phiền cô sửa lại giúp ta. Được, Na Tụ, rót thêm ít cho ta, rót thêm ít cho ta đi. Vết thương của huynh chảy máu rồi. Không sao, cảm ơn đã quan tâm. Trong đều của ta có thuốc, công tử vào lấy đi. Thực ra đội buôn bọn ta vốn cũng định đến Vân Bái. Buôn bán gì vậy? Vải vóc da lông, hương liệu khoáng thạch. Hương liệu gì? Bạch đàn, trăm hương. Sản xuất từ đâu? Trung Nguyên. Hai loại hương liệu này, cái nào đắt hơn? Tất nhiên là trăm hương. Chuyến này bị cướp, chắc chắn tổn thất nặng nề nhỉ? Ta chỉ là người áp tải, tuy giữ được cái mạng, nhưng lại để mất hàng. Xem ra phải tìm người khác kiếm sống rồi. 6 6 6 7 7 8. 6. Uống uống uống. Được, ta uống, ta uống. Uống. Sự băng bó đi. Nào, cạn. Tim Huyễn, sao thế Na Tụ? Các ngươi đang làm gì vậy? Cược rượu. Để ta bảo họ giải tán. Không cần đâu, đi đường mệt nhọc, thư giãn chút cũng không sao. Bảo mọi người nghỉ sớm đi, sáng mai còn phải lên đường. Vâng. Lâm Huyễn, thời tiết hơi lạ, chuyện gì cũng phải để ý. Nào nào nào, uống uống uống. Tìm gì đấy? Dùng hết băng vải rồi. Xin lỗi, không nên lục hòm của cô. Cô có thể giúp ta không? Cảm ơn. Đúng là một người có lòng. Hoắc công tử, đêm nay cứ yên tâm nghỉ ngơi. Có điều đoàn xe bọn ta nước và lương thực có hạn, không tiện giữ công tử lâu. Ta hiểu rồi.
Cảm ơn cô nương đã cứu. Sáng mai ta sẽ rời đi. Đánh ơi, làm gì đấy? Ngươi nhẹ thôi. Lại nào, nào tiếp. Đóa tai, đừng vá nữa. Mắt bà không tốt, đừng để đâm vào tai. Lỗ thủng này mà không vá lại thì sẽ càng ngày càng rách, đến cuối cùng không dùng được nữa. Bà nói có lý. Quả nhiên, đi lấy chong chóng chỉ chiều gió tới đây. Vâng. Đóa tái mama, Na Tụ gọi bà đi lấy chong chóng chỉ chiều gió. Quả nhiên, đi cắm chong chóng chỉ chiều gió vào cồn cát cao. Vâng. Đóa tái mama, đứng dậy hết cho ta. Ơ, chuyện gì vậy? Bao lâu rồi? Các ngươi bắt nạt đóa tái bao lâu rồi? Thôi bỏ đi. Ai bắt đầu trước? Ta hỏi lại lần cuối. Từ hôm xuất phát là Quả Nhi dẫn đầu. Cô ấy nói có đúng không? Trừ Quả Nhi ra, những người khác đều ngồi xuống đi. Nếu mệt quá thì có thể về nghỉ ngơi. Quỳ xuống. Tỷ tỷ, tỷ là người cao quý. Cho dù tỷ tự nguyện đi hòa thân thì vẫn giữ lòng tự trọng. Nhưng bọn ta là gì chứ? Bọn ta là nô lệ. Bọn ta là nô lệ phải cùng tỷ tỷ tìm lối thoát cho Ách Na Khấp. Con đường đến Vân Bái này chưa biết lành hay dữ. Ta cũng chỉ muốn thử cảm giác sai khiến người khác thôi. Như vậy cũng sai sao? Nhìn đi, đây là đôi tay người già hơn 50 tuổi, từng nuôi nấng 5 người con trai, 3 người con gái. Nay chỉ còn lại da bọc xương. Bà ấy đến để làm gì? Đến để đi con đường không thể quay đầu cùng chúng ta. Chúng ta đều trải qua nỗi đau thể xác và tinh thần, lựa chọn khó khăn mới bước lên con đường nguy hiểm này. Đừng quên, chuyến đi này của chúng ta là vì Ách Na Khấp. Không chịu được đau khổ thể xác, tinh thần và tâm ma cám dỗ, muốn có người hầu hạ, vậy mà lại đi bắt nạt một người già hơn 50 tuổi. Cô không sợ sẽ bị sét đánh sao? Đây là một con đường nguy hiểm. Nếu không thể đoàn kết một lòng thì còn chưa tới Vân Bái. Chỉ riêng họa do con người đã đủ bỏ mạng ở đây. Trong hôm nay, người nào muốn đi cứ việc đi. Thị vệ cũng vậy, chỉ cần quên mất bản thân là con dân Ách Na Khấp, Hoàng Bắc Xương ta quyết không oán trách. Sau ngày hôm nay, những người ở lại cùng ta đến Vân Bái. Từ nay về sau, sống chết do trời.
Đại ca, nói đoàn xe của mỹ nhân đó di chuyển rất chậm, chỉ cần nửa ngày là bắt kịp. Biết rồi, nào ngồi xuống uống rượu. Uống rượu. Đưa xe ra, chuẩn bị lên đường thôi. Vâng, theo sau đi. Được, tới đây. Na Tụ đang lo lắng về người này. Hắn tự nhận là tiêu sư của đội buôn. Hôm qua tôi đã thám thính hắn. Dù hắn nắm rõ giá cả xuất xứ hàng hóa, nhưng chất liệu y phục của hắn rất sang trọng, sợ là thật giả lẫn lộn. Thế ta không cần làm hại tính mạng, thận trọng hơn là được. Nhưng chúng ta khởi hành, chắc chắn sẽ đánh thức hắn. Không đâu, trong thời gian ngắn hắn không tỉnh dậy được đâu. Bạn già, nữ nhân này không đơn giản. Cứ bám riết thế này, sợ cô ta lại càng nghi ngờ hơn. Chúng ta tìm cơ hội khác vậy. Thuốc là thuốc tốt, chỉ uống cho số nước này. Manh Hổ, các huynh đệ, tất cả tiền tài cống vật này, thích cái gì thì lấy cái đó. Na Tụ, nếu ai dám chống cự, giết không cần hỏi. Na Tụ, người không thể ra ngoài. Na Tụ, bảo vệ Na Tụ. Không ra ngoài, đợi chúng vào đây sao? Dừng tay lại hết cho ta. Bỏ vũ khí xuống, không được chống cự. Các vị hảo hán, chúng ta không thù cũng không oán, chỉ đi ngang qua đây, không ngờ trở thành món tinh dĩa rượu trong ly của các vị. Xe ngựa này chở vàng bạc châu báu, nước rượu và thức ăn, bọn ta bằng lòng hai tay dâng lên, chỉ xin một con đường sống. Đợi mọi chuyện xoay chuyển, bọn ta sẽ đền đáp ân tình của các vị. Ta đã tung hoành Đại Mạc hơn 10 năm, chưa từng thấy con mồi nào tự bước ra thương lượng điều kiện cả. Hơn nữa còn là một nữ tử. Tiểu cô nương, phải biết rằng từ lúc cô đầu hàng, cô đã là vật trong túi của ta. Đừng có lấy đồ của ta bàn điều kiện với ta. Hỗn láo. Liêm Huyễn, cho ta biết tên của cô. Ta chỉ là cát bà của đội buôn đến bưng bái dân báo vật. Tên của ta không đáng nhắc tới. Những công phẩm này là tích lũy suốt 5 năm qua của ách na khắp bọn ta, là cái gai đâm vào da thịt bộ tộc ta, là con dao lớn lóc đi xương máu của bọn ta. Bây giờ bọn ta sẵn sàng từ bỏ tất cả, chỉ xin anh hùng cho bọn ta một con đường sống. Tên nhãi Na Chiến kia không có phúc hưởng rồi. Sổ lĩnh, bọn ta không thể bỏ mảnh đất đau thương đã nuôi dưỡng mình, cũng không thể bỏ cha mẹ con cái ở quê hương xa xôi. Bây giờ họ đang lo lắng thấp thỏm. Nếu bọn ta không thể đến vân bái kịp thời, thì thứ đang đợi họ sẽ là một đại nạn. Tại sao lại cười? Lẽ nào ngươi không có cha mẹ sao? Không có một chút nhân từ nào sao? Các huynh đệ, cha mẹ đang ở đâu? Có người sinh, không người nuôi. Vợ con ở đâu?
Kẻ thì chạy, kẻ thì trốn. Các huynh đệ, muốn tiền thì cướp tiền, muốn vợ thì cướp vợ. Các huynh đệ xuống đi. Được. Đi, đi. Nhược vấn ta không thuộc thành bang nào cả. Từ lâu đã không có chỗ dung thân trong thiên hạ. Từ lâu đã không còn vướng bận gì trên thế gian này. Bạn già, cơ hội tốt trời ban. Khu Tử Phong. Hoàng Thiên cùng Nhược Vấn tuy lỗ mãn, nhưng rất giỏi quan sát địa hình. Doanh trại được xây dựng ở khu Tử Phong. Các lúng và bão cát hiếm khi xảy ra ở nơi này. Tất cả thực phẩm và y phục tiêu hao đều là cướp đoạt mà có. Khu Tử Phong này không có nước, cũng không có động vật sinh sống, đã trở thành nơi đóng quân thuận lợi nhất. Các huynh đệ, chia nhau hết số đồ cướp được đi. Được. Liêm Huyễn, bảo mọi người ưu tiên giữ mạng, đừng kháng cự vô ích. Còn sống mới có thể tìm được cách trốn thoát. Vâng. Ngươi, 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 mấy người các ngươi, theo ta qua đây, nhanh. Đa tụ bảo trọng đấy. Thứ vớ vẩn gì thế? Đã dọn dẹp xong rồi. Ngươi đi bẩm báo với thủ lĩnh Lan Đồ, mang ít rượu thịt tới. Được, ta đợi ngươi đấy. Đại Mạc Kỳ Quyển phần thảo dược. Con ngã được đại ca đưa về lần này trông đẹp thật. Không biết đại ca thưởng thức xong có thể cho huynh đệ ta chơi cùng không? Các ngươi nghĩ gì thế? Chơi thì chơi thôi. Ta muốn gặp Nhược Vấn. Ta muốn gặp Nhược Vấn. Đại ca là người cũng muốn gặp là gặp hả? Đừng có la nữa. Cẩn thận ta đút lưỡi cô. Giải vào trong, giải vào trong. Nhanh lên, nhanh lên. Ngoan ngoãn vào. Có lẽ sẽ để các người sống thêm vài ngày nữa. Các huynh đệ, đi uống rượu thôi. Đi, đi uống rượu. Nè. Na Tụ, sao các cô lại ở đây? Sao cô cũng bị cướp thế? Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Na Tụ của các cô đâu? Cô ấy cũng bị cướp, nhưng không bị nhốt với bọn ta. Yên tâm, ta sẽ cứu các người ra. Mỹ nhân đẹp nhất Đại Mạc lại là cô ấy. Chúng ta cạn thôi, cạn thôi. Xin mày uống nhanh hơn. Ba bác, ta không uống. Ngươi uống trước. Lão Tam không được, thua rồi. Thua rồi. Là một ly, nào, cạn ly. Các huynh đệ, ăn no uống say. Uống nào. Ngũ thủ lĩnh. Hay, hay, hay lắm. Uống rượu. Uống, uống đi. Nào, đầy chén đi. Uống. Cô không đói à? Một ngày bọn ta chỉ ăn một bữa. Không ăn bữa này là phải chờ tới tối mai mới có bữa tiếp theo.
đúng là một nữ nhân thú vị. Ăn no rồi à? Hổ Ly, ăn cái này đi. Được, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Đi hả? Mỹ nhân đứng đầu đại mạc, rốt cuộc cô khác người ta ở chỗ nào thế? Đôi mắt là đôi mắt tràn ngập sự giận dữ và kiêu hãnh của cô. Và cả trái tim cô tràn đầy nhiệt huyết và không biết sợ hãi. Nói cho ta biết, cô tên là gì? Đại ca, uống chén rượu trợ hứng. Ta không muốn uống. Giờ cô đã là nữ nhân của ta rồi. Không muốn. Cái này không đến lượt cô quyết định. Nếu đã vậy, ta cũng nói thẳng, ta mang trong mình sứ mệnh tới vân bái hòa thân. Bất cứ người nào hay chuyện gì cũng đều không qua nổi mắt ta đâu. Nhưng ta đã từng thề rằng đời này chỉ gả cho người có thể thống nhất đại mạc, chứ không phải hạng như ngươi, hạng thổ phỉ hung hãn điên cuồng. Ông đây đã rong ruổi đại mạc hơn chục năm, chưa một kẻ nào dám coi thường nhược vấn ta. Đến tên nhãi Na Chiến còn không dám, huống chi là một nữ nhân như cô. Sao nào, bị nữ nhân khinh thường khó chịu lắm đúng không? Muốn ta tôn trọng ngươi cũng được thôi. Thả người trong tộc của ta ra, còn đòi bàn điều kiện với ta à? Ta nói cho cô biết, nếu không phải vì cô đẹp, thanh đao này nặng lắm đúng không? Biết thanh đao này tên gì không? Nó tên Thí Quỷ. Đến ta còn không biết rõ trên thanh đao này đã dính bao nhiêu máu. Người bỏ thuốc ta, xem ra là có tác dụng rồi. Biết dịch chiết từ cây sứ đại không? Nó có tác dụng kích thích hưng phấn đấy. Vô liêm sỉ. Nói cho ta biết, cô tên là gì? Cả đời này ta cũng không nói cho ngươi biết tên ta. Rồi sẽ có một ngày cô nói cho ta biết thôi. Từ ngày hôm nay, cô chính là nữ nhân của Nhược Vấn ta. Đừng quay đầu. Hoắc Kình Vân, cô còn nhớ tên ta à? Nếu đã dám xong vật thì nên đứng đối mặt với ông đây mà thương lượng. Sao nào, trốn sau lưng ta không dám lộ mặt à? Ngươi nghĩ thích ta có tác dụng không? Được thôi, giết ta rồi các ngươi cũng chẳng đi được đâu. Ta không cần mạng của ngươi. Vậy ngươi muốn đưa cô ta đi? Đúng. Được, một mạng đổi một mạng. Ngươi có thể đưa cô ta đi. Còn cả người trong tộc ta, thả người trong tộc ta ra. Ông đây nói rồi, một mạng chỉ đổi được một mạng. Nếu không, đừng ai hòng đi khỏi đây. Được, hôm nay ta tha cho ngươi một con đường sống.
Uống đi. Không uống. Ông đây không cần phải trợ hứng. Rượu ngon. Cứ coi nước từ cây sứ đại này là rượu hợp hoang hay ta uống cùng nhau đi. Sớm muộn cũng có ngày cô trở thành nữ nhân của Nhật Vấn ta. Chúng ta cạn chén nào, cạn chén nào. Đã ghê nhỉ. Thêm chén nữa, thêm chén nữa. Không chịu thua à, phải uống. Đại ca, đại ca à, đại ca. Sao lần này nhanh thế ạ? Đại ca, mỹ nhân này bảo vệ cơ à? Cô ta chạy rồi. Thủ lĩnh, để ta rót rượu cho ngài. Các người cứ tiếp tục. Cứ tiếp tục đi. Chúng ta chơi của chúng ta. Uống rượu thôi, nào, đem chén đi. Nào. Huynh đang đưa ta đi đâu thế? Cứu cô đấy. Cảm ơn nhé. Trả lại cô. Buông ta ra, để ta tự cưỡi. Đường đi gặp gờn, tính nết phi đạp hoang dã. Ta phải bảo vệ cô. Huynh bó gọn lại tóc giúp ta. Gió lớn quá, khăn voan bị thổi bay mất rồi. Tóc của cô làm ta không nhìn được rõ đường. Lần sau đền cho cô một chiếc khác. Là do gió thổi bay mất, không phải lỗi của huynh. Gió có lỗi, ta cũng có lỗi. Sao thế? Dược tính của thuốc phát tác à? Lạnh quá. Lạnh quá. Lạnh quá. Thấy sao rồi? Đỡ hơn không? Xin lỗi huynh. Không trách cô. Là tại ta không bảo vệ cô cẩn thận. Cô kiên trì thêm một chút. Bên đó có một ốc đảo. Hôm nay chúng ta cứ qua đêm ở đây đi. Các người nếm cầm hết số nữ trang này theo, coi như tiền đi đường. Ta sẽ giúp các ngươi ra khỏi đây. Mở cửa. Vâng. Ngươi muốn đưa ta đi đâu? Ngươi. Công chúa, đi vào. Ngươi muốn đưa ta đi đâu? An phận đi. Uống đi. Không cần phải cảnh giác vậy đâu. Đây không phải là bình nước cô đưa ta. Cục diện đại mạc đang bấp bênh, lòng người khó lường. Ta chẳng biết rõ về huynh, không thể không đề phòng. Vậy cô có cảm thấy ta là người tốt không?
Ít nhất huynh đã cứu ta. Nào, ăn nó đi. Đúng là cỏ Vĩnh Đông giải được độc, nhưng phải ngủ mất 7 ngày 7 đêm. Ta không thể làm lỡ thời gian được. Ngủ 7 ngày vẫn tốt hơn ngủ rồi không tỉnh lại. Cô vẫn chưa tin tưởng ta. Ta bắt buộc phải tới Vân Bái trong 5 ngày. Nếu không, mọi chuyện đều sẽ muộn màng. Sao rồi? Cô còn ổn không? Không sao, ta vẫn ổn. Nóng quá, cứ thế này mãi không được. Nhanh lên, ăn nó đi. Không ăn, ta sẽ vượt qua được thôi. Cô đừng cố chấp như thế có được không? Chẳng lẽ tới Vân Bái còn quan trọng hơn cả tính mạng cô?